động cơ giảm tốc Minh Motor xin kính chào quý vị. Chắc hẳn mọi chúng ta đều muốn tìm cho nhà máy công xưởng của mình những loại giảm tốc mang lại lợi ích nhất, bền nhất và tiết kiệm nhất. Trong suốt một thập kỷ qua, động cơ điện Minh Motor đã phục vụ hơn 20.000 nhà máy tại 62 tỉnh thành Việt Nam. Công ty cổ phần thương mại Hồng Phúc là nhà nhập khẩu motor duy nhất có thị phần lớn tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam, cung cấp cho hơn một nửa thị trường cả nước. Như quý vị đã biết, động cơ giảm tốc thương hiệu Minh Motor đang là giảm tốc được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Sản phẩm được cấp chứng nhận từ Hiệp hội Anh Quốc có trụ sở tại London. Đến nay, giảm tốc đã xuất khẩu châu Âu và Mỹ và đã đạt thành tựu lớn ở những thị trường này. Xin mời quý vị đến với chúng tôi để tìm hiểu những yếu tố tuyệt vời đã làm nên thành công của động cơ giảm tốc Minh Motor nhé. Video của chúng tôi sẽ trình bày về mẫu giảm tốc từ 50W tới 22kW, từ tỷ số truyền 1/3 tới 1/2000, nghĩa là giảm 3 lần tới giảm 2000 lần.